Ngày 28 tháng 9 tại huyện Cần Giờ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao học bổng lương định của và thiết bị học trực tuyến cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh trao 654 suất học bổng lương định của trị giá 1 tỷ 275 triệu đồng và 108 thiết bị học trực tuyến trị giá hơn 279 triệu đồng. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết, trong năm 2020, từ nguồn quỹ ủng hộ chương trình Tết Nghĩa Tình Xuân Canh Tý, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 956 suất học bổng lương định của với hơn 1,8 tỷ đồng. Kết thúc năm học 2020-2021, đa số các em học sinh sinh viên được nhận học bổng hỗ trợ của chương trình đã nỗ lực vượt khó đạt kết quả học tập tốt, trong đó có nhiều em đạt loại giỏi được tuyên dương, khen thưởng. Trao đổi với báo chí bên lề buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm học này hết sức đặc biệt khi các em học sinh phải học trực tuyến. Chương trình trao học bổng và thiết bị học trực tuyến mang ý nghĩa nhân văn hết sức to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình này, đồng chí mong các cấp, các ngành, các mạnh thường quân cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự quan tâm, chăm lo ủng hộ vật chất lẫn tinh thần, giúp các em học sinh, thầy cô giáo vượt qua khó khăn trong năm học 2021-2022.